Đừng tưởng ai cũng ăn được quýt, người mắc bệnh sau thì đừng ăn kẻo mang họa. Không thể phủ nhận, quả quýt giàu dinh dưỡng và có thể dùng làm thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên, ăn quýt lại không tốt cho sức khỏe của một số người. Giá trị dinh dưỡng của quả quýt. Dưỡng chất trong quýt rất phong phú. Trong 100g thực phẩm hấp thụ, hàm lượng protein của quýt gấp 9 lần lê, hàm lượng canxi gấp 5 lần lê, hàm lượng phosphor gấp 5,5 lần lê, vitamin B1 gấp 8 lần, vitamin B2 gấp 3 lần, vitamin C cũng gấp 10 lần. Quýt chứa thành phần chống oxy hóa, có thể tăng cao khả năng miễn dịch, chống sự phát triển của u bướu. Ngoài ra, quýt còn có tác dụng chống lại tia bức xạ của máy tính. Trong quýt chứa nhiều vitamin A và beta carotene, có thể bảo vệ da cho những người thường sử dụng máy tính. Hơn nữa, các thành phần dinh dưỡng trong quýt còn giúp chống lại sự phá vỡ axit uric trong máu. Các loại axit hữu cơ và vitamin trong quýt điều hòa chức năng trao đổi chất trong cơ thể, đặc biệt là người già mắc bệnh tim. Tuy nhiên, trên thị trường có những loại quýt được ngâm ướp hóa chất để bảo quản được lâu, tránh mất nước và bóng đẹp. Những hóa chất này có thể ngấm sâu vào trong quả quýt, khi ăn có thể gây ra nhiều rủi ro về mặt sức khỏe. Chính vì vậy, người dân nên hết sức lưu ý khi chọn và mua các loại quýt, cam. Những người không nên ăn quýt. Mặc dù quýt là loại trái cây ngon, dễ ăn và có lợi cho sức khỏe, nhưng nó lại là thực phẩm không có lợi cho một số người. Vì vậy, nếu bạn thuộc những nhóm đối tượng sau, nên hạn chế ăn quýt. Những người sau phẫu thuật đường tiêu hóa, hạn chế ăn. Trong dịch nước ép các quả thuộc loại cam, quýt, phần lớn có chứa thành phần axit citric với hàm lượng tương đối cao. Chất thường tồn tại dưới dạng muối natri citrat, chất thường dùng để chống đông máu. Chất này sẽ tạo phức với ion Ca2 cộng, do đó cản trở quá trình tạo prothrombinase và thrombin, là những yếu tố quan trọng tham gia trong quá trình đông máu. Vì thế, những người sau phẫu thuật đường tiêu hóa như dạ dày, ruột, ở các vết mổ chưa hoàn toàn hồi phục, thậm chí cả ở các trường hợp có các vết viêm loét có nguy cơ xuất huyết, nếu ăn loại quả cam quýt cũng phải thận trọng để tránh hiện tượng chảy máu ở chỗ bị tổn thương. Người đang bị ho. Các loại trái cây họ cam quýt có lợi cho sức khỏe của trẻ. Tuy nhiên, trong những ngày trẻ bị ho, những loại quả trên sẽ không giúp con trị ho mà còn khiến nặng hơn. Chúng có thể gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của trẻ. Vỏ quýt có thể chữa ho, lòng đờm, nhưng thịt quýt lại có tác dụng ngược lại. Trong thịt quýt có chứa lutein, lớp mỡ tích tụ dưới da làm cho cơ thể vận động một cách nặng nề, chậm chạp, vụng về, khiến cơ thể sinh nhiệt, sản sinh ra nhiều dịch đờm hơn. Bạn hãy thay thế bằng những loại quả nhiều nước như dưa hấu, dứa, táo, lê hay nho. Tuy nhiên, chỉ nên uống với một lượng hạn chế, tránh uống nhiều. Một số lưu ý khi ăn quýt. Không ăn kết hợp quýt và củ cải cùng nhau. Củ cải sau khi vào cơ thể, nó sẽ nhanh chóng sản xuất ra một chất gọi là sulfat và sớm chuyển hóa thành chất gây ức chế tổng hợp, hormone tuyến giáp là thioxaminase. Nếu lúc này mà ăn quýt, flavonoid trong quýt sẽ bị phân giải trong dạ dày và chuyển thành hydroxyl và axit ferulic. Hai chất này có thể tăng cường tác dụng ức chế của thioxaminase đối với tuyến giáp, ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp. Đang đói không nên ăn quýt. Trên thực tế, quýt có rất nhiều công dụng, nhưng không nên ăn quá nhiều trong một lần và không nên ăn trong khi đói, bởi quýt chứa axit, nó dễ làm tổn thương dạ dày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Công dụng chữa bệnh tuyệt vời của nha đam. Từ lâu, nha đam đã được biết đến như là thần dược dành cho da của phụ nữ. Tuy nhiên, ngoài tác dụng trên da, nó còn được biết đến như một vị thuốc quý cho sức khỏe. Nha đam
còn gọi là lô hội, long thủ, cây dứa tàu, đã được con người biết đến và sử dụng từ rất lâu. Bác sĩ Trần Hữu Vinh, trưởng phòng quản lý y dược học cổ truyền, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo y học cổ truyền, nhà đàm có vị đắng, tính mát với tác dụng thanh nhiệt, giải độc, mát huyết, cầm máu, nhuận tràng. Nhờ chất glycoprotein, nhà đàm có tác dụng chống viêm và giảm dị ứng, giúp làm lành vết thương. Bên cạnh đó, nhà đàm còn giúp tăng cường giải độc cho cơ thể nhờ tăng cường chuyển hóa tại gan, thận, giúp loại trừ độc tố cho tế bào. Khi sử dụng nhà đàm, người dùng có thể sẽ bị sổ nhẹ, nhờ đó giúp đẩy hết những vi khuẩn độc trong ruột ra ngoài. Tác dụng chữa bệnh của nhà đàm. 1. Thanh nhiệt. Nhà đàm là liều thuốc tự nhiên để giải độc cho cơ thể. Nếu lịch học và làm việc khiến bạn phải kết thân một cách bất đắc dĩ với những hàng quán bán thức ăn ngoài đường hay những tiệm fast food, thì bạn nên bổ sung nước hoặc chè nhà đàm đậu xanh vào thực đơn hàng tuần của bạn. 2. Hỗ trợ tiêu hóa. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh phải đảm bảo nhiệm vụ hấp thụ tốt các chất dinh dưỡng từ các món ăn mà tiền mâm vào mỗi ngày. Nhà đàm nấu chung với đậu xanh sẽ là món chè giải nhiệt hoàn hảo, giúp giải độc tố trong cơ thể, đồng thời làm mát và dịu da. Bạn có thể dùng món chè này như một phương thuốc làm đẹp da, vừa công hiệu lại cực kỳ ngon. 3. Tăng cường sức đề kháng. Uống nước nhà đàm thường xuyên sẽ giúp bạn duy trì mức cân nặng khỏe mạnh, đồng thời cung cấp các vitamin và khoáng chất quan trọng cho cơ thể. Nhà đàm không hề làm bạn méo lên mà lại giúp bạn duy trì nguồn năng lượng cho cơ thể hoạt động. 4. Chăm sóc da. Chất nhầy trong gel phần thịt của nhà đàm có khả năng thấm ướt, tạo độ ẩm cho da, giúp da dễ đàn hồi và giảm các nếp nhăn. Gel của chúng còn có tác dụng kích thích sự tổng hợp các collagen và sợi elastin, giúp ngăn chặn sự hủy hoại của da khi bị lão hóa. Trong quá trình chăm sóc da, chất gel này có tác dụng xe lửa chân lông, giảm mụn một cách hiệu quả. Theo dân gian, nhà đàm là phương thuốc làm lành da tự nhiên rất hữu hiệu. Khi thoa một lớp gel lên da, các vết thương do bị bỏng, phồng rộp, con trùng cắn và mẩn ngứa sẽ nhanh chóng được phục hồi. Nếu bạn phải thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng, da sẽ trở nên bỏng rát, khó chịu. Chỉ với một chút dịch của lô hồi sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại cảm giác mát mẻ cho làn da. 5. Chống mỏi mắt. Nếu mắt của bạn mỏi, có quầng thâm, mi mắt nặng, hãy sử dụng lô hồi để chữa trị. Rất đơn giản, dùng một nhánh lô hồi, gọt bỏ lớp vỏ xanh bên ngoài rồi đắp phần thịt lên mắt, nằm thư giãn trong vòng 15 phút. Dịch trong lá của lô hồi có tác dụng làm mắt dịu mát, dễ chịu. Sau một thời gian, vùng thâm quanh mắt sẽ giảm hẳn. Bạn nên sử dụng chất gel này mỗi tối trước khi đi ngủ để chống mệt mỏi cho vùng mắt. 6. Tác dụng kháng khuẩn. Những nghiên cứu gần đây đã chứng minh gel nha đam có tính sát khuẩn và gây tê, dùng để sát trùng, thanh nhiệt, phòng tiểu, làm êm dịu vết thương khi bị phỏng nhẹ, bị con trùng châm chích. Nhũ dịch được bào chế từ nha đam dùng để chế các loại thuốc trị eczema hay các mụn chất lỡ làm mau kéo da non ở vết thương. Dịch từ nha đam có tính kháng khuẩn cao in vitro. 7. Tác dụng sổ nhuận tràng. Thời xa xưa, từ Hippocrates đến Hải Thượng Lãng Ông đã biết đến đặc tính nhuận tràng, nhuận gan, điều kinh ở nhà đàm. Liều thấp 20-50mg nhựa ô leo khô có tính bổ đắng, kiện tỳ vị, nhuận gan. Liều vừa 100mg 3-5 lá tươi, sát trùng đường ruột, điều kinh, nhuận tràng, sổ. Liều cao 200-500mg 10-20 lá, sổ mạnh. 8. Trị viêm loét dạ dày. Uống gel tươi của lá nhà đam, cứ vài giờ uống một muỗng canh gel tươi lúc bụng không có thức ăn sẽ làm lành vết viêm loét dạ dày. Không được quá 400mg gel tươi trên một ngày. 9. Trị bệnh ngoài da. Dịch nhà đam tươi có tác dụng làm sang da, làm nhỏ lỗ chân lông. Bôi gel tươi hàng ngày lên mặt có tác dụng ngừa nám, làm mịn da, ngừa mụn. 10. Phòng ngừa sỏi niệu. Các anthraquinone sẽ kết hợp các ion calcium trong đường tiểu thành hợp chất tan được để tống ra ngoài theo đường tiểu. Cách dùng nha đam chữa bệnh. 1. Đối với đôi môi nứt nẻ. Mùa hanh khô đang đến gần,
đôi môi gợi cảm của bạn đang phải đương đầu với những mối nguy hại do thời tiết hanh khô gây ra. Bạn đừng quá lo lắng và bối rối. Hãy dùng nhựa lô hội bôi lên môi để tìm lại bờ môi mọng đỏ như trái dâu tây. 2. Trị mụn. Lô hội có khả năng tiêu diệt mụn và các tế bào chết, thu hẹp các lỗ chân lông và cho bạn một làn da săn chắc. Hãy dùng lô hội bôi ngay vào nốt mụn khi phát hiện ra nó để ức chế quá trình phát triển. Mỗi ngày, dùng 200g lá nhà đam tươi rửa sạch, cắt nhỏ gai hai bên. Dùng dao inox, rạch trên lá nhiều hình vuông bằng con cưa nhỏ rồi cắt rời ra. Thêm 50g đường cát, 2 muỗng canh mật ong, nước đá đập nhỏ, để ăn. Hoặc dùng 500ml nước cốt nhà đam, 200ml mật ong trộn đều để vào tủ lạnh dùng dần. Ngày uống 3 lần, mỗi lần 3 muỗng canh trước bữa ăn. Hoặc lấy nước vo gạo để lắng, bỏ nước trong bên trên, liều lượng tùy dùng trong ngày. Dùng muỗng, nạo lấy nhựa nhớt bên trong lá nhà đam bằng với lượng nước vo gạo. Trộn đều hai thứ, buổi tối trước khi đi ngủ, lau mặt cho sạch, rồi thoa dung dịch lên mặt. Thoa cho đều, để vậy đến sáng, rửa lại bằng nước ấm. 3. Khắc phục chứng khô mắt. Các tác dụng ngăn ngừa chứng khô mắt do tiếp xúc nhiều giờ với ánh nắng mặt trời và tiếp xúc với máy tính cường độ lớn. Đơn giản, hãy lấy phần cùi của cây lô hội đắp lên mắt trong vòng vài phút. 4. Trị chứng nguyệt sang bất thường. Nguyệt sang là chứng bệnh thường gặp và gây ra nhiều rắc rối đối với phụ nữ. Để khắc phục không khó, bạn hãy nấu sôi nước lô hội và thêm một chút đường để tạo thành nước siro. Uống nước này khoảng 1 tuần trước khi kỳ nguyệt sang để cải thiện tình hình. 5. Đối với các vết bỏng. Đối với các vết bỏng nhẹ ở cấp độ 1-2, hãy nhanh chóng lấy nhựa cây lô hội và thoa vào vết bỏng để tránh sưng phồng và tái đỏ. 6. Bệnh xơ gan cổ trướng. Lấy một nắm cây nhà đam, gột bỏ phần có gai hai bên lá, một chút mật ong nguyên chất, tất cả bỏ vào máy xay sinh tố rồi xay đều. Lấy nước uống một ngày 3 lần, 15 phút trước bữa ăn, mỗi lần uống chừng 20ml, một muỗng canh. Uống liên tục nhiều tháng, bệnh sẽ thiên giảm khả quan hoặc khỏi hoàn toàn. Lưu ý, không có thêm rượu cho người bị bệnh gan. Lưu ý khi sử dụng nha đam, không nên đắp mặt nạ nha đam thường xuyên, tốt nhất chỉ nên đắp 2-3 lần trên một tuần. Phụ nữ có thai và đang cho con bú. Một vài báo cáo cho thấy, nha đam có thể liên quan với sảy thai, dị tật bẩm sinh. Phụ nữ có thai và đang cho con bú không nên dùng các sản phẩm từ nha đam. Bệnh nhân đái tháo đường đang điều trị thuốc. Một vài nghiên cứu cho thấy, kẹo nha đam có tác dụng giảm mức đường huyết. Nếu bạn bị đái tháo đường và đang điều trị thuốc mà muốn dùng nha đam, hãy theo dõi chỉ số đường huyết chặt chẽ hơn để phòng ngừa biến chứng hạ đường huyết quá mức. Có biểu hiện nhịp tim nhanh, vã mồ hôi, đánh trống ngực, run. Nếu nặng hơn, có thể gây giảm khả năng tập trung, lú lẫn, hôn mê. Người mắc bệnh trĩ. Khi dùng nha đam, đặc biệt là có lẫn nhựa cây, sẽ gây kích ứng đại tràng, có thể làm bệnh nặng hơn. Người có bệnh lý thần. Không nên dùng liều cao hoặc kéo dài vì một số hợp chất trong nhựa cây khi tích lũy sẽ gây suy thận. Phẫu thuật. Do tác dụng làm giảm đường huyết nên nha đam sẽ gây khó khăn trong việc kiểm soát mức đường huyết trong và sau khi phẫu thuật. Nên ngừng dùng nha đam ít nhất 2 tuần trước khi phẫu thuật. Người đang dùng thuốc digoxin chữa suy tim, thuốc lợi tiểu, thuốc kháng đông, thuốc chống rối loạn nhịp. Chú ý vì nha đam nhuận trường gây tiêu chảy và làm giảm ion kali trong cơ thể, gây tăng tác dụng phụ của thuốc. Người cao tuổi hay người thường bị đầy bụng, ăn không tiêu, đi cầu phân sống, tiêu chảy. Theo đông y, những chứng trên gọi là bệnh lý tỳ vị hư hàn, không nên dùng nha đam. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nghiền nát một củ khoai lang luộc, rồi vắt vài giọt nước cốt chanh, bôi lên da. Da toàn thân bỗng trắng toát sau một đêm, chỉ bằng củ khoai lang, tin được không? Nếu không tin, thử ngay, tin chắc bạn sẽ bất ngờ về kết quả mà mình nhận được đấy. Ước mơ có được làn da trắng sáng, mịn màng là điều mà mọi cô gái mong muốn.
nhưng không phải ai cũng có được điều đó. Chính vì vậy, trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm tắm trắng da ra đời, đánh trúng được tâm lý của người dùng như trắng ngay và giá thành lại rất rẻ. Không ít cô gái đã rơi vào bẫy khi sử dụng những loại kem này mà không hề biết đến những hiểm họa chúng đem đến như kích ứng, gây mẩn đỏ, lở loét, nguy hiểm hơn là ung thư và hoại tử da. Nhưng bạn đừng quá lo về điều đó, bởi chỉ bằng những loại nguyên liệu sẵn có trong bếp sẽ giúp bạn thực hiện được mơ ước được làn da trắng như ý mà chẳng sợ hóa chất gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Nguyên liệu cần có: một củ khoai lang, 1/2 túi sữa tươi không đường, 1 quả chanh tươi, 1 thìa mật ong, bát và thìa. Cách làm: khoai lang rửa sạch bùn đất bên ngoài bằng nước sạch, rồi cho vào nồi luộc chín. Đến khi khoai lang đã được luộc chín thì vớt ra, bóc bỏ đi lớp vỏ bên ngoài, rồi cho vào bát, dùng thìa nghiền nát để sử dụng. Cắt đôi quả chanh, rồi vắt lấy lượng nước cốt chanh tươi vào bát chứa khoai lang đã được nghiền nát cùng mật ong với sữa tươi. Đánh đều bằng thìa để các nguyên liệu hòa quyện hết vào nhau, tạo thành một hỗn hợp sền sệt là được. Cách sử dụng: bước 1. Làm ướt cơ thể bằng nước ấm trong vòng 30 giây, rồi lấy sữa tắm, tắm sạch cơ thể. Bước 2. Sau đó, dùng tay bôi đều hỗn hợp tắm trắng bằng khoai lang lên làn da, đồng thời sử dụng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng. Chú ý đến những vùng da tối màu như khuỷu tay, đầu gối. Bước 3. Cứ massage đều như vậy trong vòng 1 đến 3 phút, thì lưu lại hỗn hợp thêm 15 phút. Bước 4. Đến khi thấy hỗn hợp khô lại, rồi rơi ra thì tắm sạch cơ thể bằng nước ấm. Dùng khăn lau khô nước trên người và thoa thêm một lớp kem dưỡng ẩm, tăng hiệu quả dưỡng trắng lên gấp nhiều lần. Đối với những phương pháp tắm trắng bằng khoai lang này, bạn nên sử dụng vào buổi tối. Chỉ đến sáng ngày hôm sau, bạn sẽ thấy làn da được cải thiện một cách rõ rệt. Da trở nên mịn màng hơn, những vùng da tối màu dần trắng lên và đều màu hơn rất nhiều. Với những bạn hợp với công thức tắm trắng này, làn da có thể bật được 2 tông chỉ sau một lần sử dụng thôi đấy. Bởi trong thành phần của khoai lang có chứa nhiều tinh bột, protein, chất xơ, axit amin cùng vitamin A, B6, C và lượng khoáng chất cần thiết cho cơ thể như kẽm, magie, sắt. Đồng thời, các chất chống oxy hóa trong khoai lang giúp nuôi dưỡng làn da, tăng độ đàn hồi, căng da, làm mịn các nếp nhăn và đặc biệt, xoa khít lỗ chân lông hiệu quả.